Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Sir.
Nên tài
Thank you.
vang tiếng thét bài sai lối sáng và quỷ vạch vạch tan hồn bay Quỷ
vang hết hết bài sai lôi ra vạn nên quỷ tà phách 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 tan hồn bay tuôn quan vạn phép tay sông ngân cũng vượt bể dây cũng ngoài cảnh già già chiều thanh yêu bát hề we
truyền văn các quan có lớn về truyền văn các quan tả văn hữu võ lương ban nó đặt lệnh truyền văn võ đối hà thiên minh văn mà hằng ngờ chữ ra lệnh truyền đồ bàn ông lớn bây giờ chắc chắn ra tay lĩnh trước nghề xét bàn đề văn mà sớ dâng lên tương lai lên ông vì đuối che biết rõ ràng vì do từ trang xây
đây thực chút ước chi. Có phen quan sát xa tiếp hậu lưu quý. Mãi tiền là ông lớn
nổi dòng xích bích hồ quân trèo du lịch ơi bốn phương. Giật sự tích
ông lớn để tham thái tử. Hoàng thái tử giáng sinh ngôi đền rộng
dòng. Văn võ bá quan
sai lên con rước lưng để ta về. Thì bàn loan mời quan đệ tử một con rời khai tử thiền. Trôi trôi sắc sắc đồng 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 phong phong trôi trôi sắc đi dòng quyền quan đệ tứ uy hùng cứ dậy pha quan thông chi
chuyên gia. Cầu ôm đêm mắt ngần nhu hà, liệt hàng tính đầu đi bài xa ngang.
Chuyện văn các quan đông về chuyện văn các quan thả văn điêu như võ lượng văn mà đóng lịch là chuyện văn có đuôi Cầm
dưới nguyệt đó trên sông. Sắc bàn vòng kiếm chi
ngài tam giới hay chóc tà sát huynh trừ tình tôn công quan và phép muôn linh quyền ông cai quản tướng thiên minh hạ sơn. Ngự đồng đồng ai, ngự đồng đồng ai người mình huyền bóng bóng quý lưng ngoài trời thuyền khí đoan trà tôn quan hiền hách ai đã ra tay tế độ trần gian con đường nhờ. Chúc ta sai dầu ai bận bận hạt chưa qua đến cương quan định cũng thì bệnh 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 đã tan tan không. Tiếng nước say vang lừng lừng súng lừng cảnh cảnh non bồng bồng nước nước nhược nhược bồng bồng lá khi vui bàn chúc bàn mai bàn bàn lăn tiệm ngọc ngọc rung vầy xương lúc cầm cầm quyền ngài còn đang tra số may quan vì ngài đổi số cho ai thiên binh binh văn văn võ toàn tài quan tuần lịch sử đắng trai bậc anh hùng. Trên ngàn dương văn văn thả để đi trên bàn đứng cung tuần quan sắc đền
Dòng công
non đã buồn mà vai quẩy lặng hoa. Đúng đúng còn quán châu ba mì vào xa chơi bời vì danh danh vắng vắng lúc này. Châu 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 Châu